Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Evashop. Mình là Vân Anh Lê. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng bảo vệ da của thương hiệu Eucerin, đó chính là dòng chống nắng. Chống nắng của Eucerin tính đến thời điểm hiện tại thì có đến 6 sản phẩm lận. Cho nên có rất nhiều bạn là khá là thắc mắc và bối rối khi chọn lựa sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Và cũng đã gửi nhiều câu hỏi đến với Vân Anh, thì hôm nay Vân Anh sẽ cố gắng chia sẻ cùng với các bạn. Thứ nhất là dòng chống nắng của Eucerin có bao nhiêu loại và mỗi loại thì phù hợp với những cái loại da nào, trường hợp nào. Cái thứ ba nữa là dòng chống nắng của Eucerin thực sự có tốt không, và tiếp theo nữa là cái cách dùng nó như thế nào ấy, thì các bạn hãy theo dõi cùng Vân Anh Lê ở video này nha. Còn các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào hãy comment ngay dưới video này, Vân Anh sẽ cố gắng chia sẻ và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì đầu tiên Vân Anh sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là dòng chống nắng của Eucerin thực sự có bao nhiêu loại. Thì tính đến thời điểm hiện tại, dòng chống nắng của Eucerin có tất cả là 6 loại. Thì hôm nay Vân Anh mang đến video này là 5 loại chính là dành cho da mặt. Thì các bạn có thể thấy ở đây, Vân Anh xin Vân Anh chia sẻ nha. Đây là 4 loại dành cho da mặt. Khá bao bì khá giống nhau, và nó còn một loại nữa, đó là loại này. Thì lát nữa về sau video Vân Anh sẽ chia sẻ rõ hơn về từng loại nha. Đấy. Thì thứ nhất là Vân Anh nói vì sao mà các bạn thường hay nhầm lẫn và khó chọn lựa các dòng chống nắng của Eucerin. Bởi vì các bạn nhìn này, nhìn sơ qua các bao bì này, hầu như các bạn rất khó có sự nhận biết và chọn lựa. Vì bao bì, màu sắc của Eucerin, kích cỡ hộp cũng hầu như giống nhau hoàn toàn luôn. Nó chỉ khác cái tên gọi và những cái chi tiết rất nhỏ mà thực sự là các bạn phải tinh ý lắm, hoặc là các bạn phải thực sự hiểu về dòng này thì các bạn mới có thể tìm kiếm hoặc là chọn lựa đúng cái sản phẩm mình cần. Thì Vân Anh đây sẽ chia sẻ từng dòng một cho các bạn nha. Về dòng các cái dòng chống nắng của Eucerin thì nó sẽ chia ra, đó chính là cho da nhờn, cho da lão hóa, trắng sáng da và dành cho da nhạy cảm. Còn một cái loại nữa mà Vân Anh không mang ở đây, đó chính là một cái dạng xịt, một cái dạng chai á, 200ml. Thì cái dạng chai đó thường dành cho cả mặt và toàn thân luôn, thì nó là một dòng chống nắng cơ bản thôi. Thì Vân Anh sẽ chia sẻ đầu tiên về một cái sản phẩm chống trước khi chia sẻ về từng loại thì Vân Anh sẽ chia sẻ cái đặc điểm chung của tất cả các sản phẩm chống nắng của Eucerin đó là cái gì. Thì các bạn có thể biết Eucerin là một dòng dược mỹ phẩm của Đức, thương hiệu của Đức. Thì nguyên cái dòng chống các thành phần của Eucerin thì đa số là đã được kiểm nghiệm lâm sàng an toàn với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm rồi. Nó sẽ không có gây nhân mụn và không có gây hại tới làn da của các bạn. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, mỗi cơ địa da nó, mỗi thành phần cái da của mình nó có dễ bị kích ứng bởi một cái thành phần nào đó trong các bảng thành phần này hay không thôi. Cái còn bản thân thì về cái dòng sản phẩm chống nắng của Eucerin trước giờ Evashop chưa bao giờ nhận được một cái complaint nào hay là cái nhận xét về cái sự kích ứng nào cả. Cho nên các bạn hãy yên tâm sử dụng nha. Chỉ là mình làm sao để chọn cái sản phẩm phù hợp mà thôi. Về cái dòng chống nắng của Eucerin á thì đặc điểm chung của tất cả là 6 dòng luôn, đó đều sử dụng công nghệ Advanced Spectral Technology. Công nghệ này nó sẽ giúp ngoài việc là chống tác hại của tia UVA, UVB, nó còn chống một cái tia ánh sáng nhìn thấy có cường độ cao là HEVIS. Đây là một cái dạng tia mà nó có bước sóng dài từ 400 đến 500 nanomet, nó có thể tác động sâu hơn và gây ảnh hưởng tổn hại đến làn da của mình nhiều hơn. Đó, ngoài ra thì trong toàn bộ cái dòng chống nắng của Eucerin á, mỗi dòng nó có một cái thành phần đặc biệt khác nhau cho mỗi loại da khác nhau, nhưng hầu như nó đều có linkolhan CoA. Thì cái linkolhan CoA này nó sẽ giúp cho trung hòa các cái gốc tự do các cái tia UVA, UVB hay là cái tia HEVIS á nó gây ra. Thì cái thành phần này nó được chiết xuất từ rễ cam thảo. Ngoài cái việc trung hòa gốc tự do chống oxy hóa ra thì nó còn giúp làm dịu tác động ánh nắng mặt trời lên da nữa. Ngoài ra thì một cái thành phần không thể không nhắc tới, đó chính là glycyhetinic. Đó, cái thành phần này thì ngoài cái việc nó cũng giúp trung hòa các cái gốc tự do tia ánh nắng gây ra đó, tia UV gây ra, thì nó còn giúp tái tạo DNA, có nghĩa là nó bảo vệ cái tế bào của mình, và nó giúp cho những cái tế bào mà bị hư hại nó được phục hồi và nó khỏe mạnh hơn. Đó chính là cái việc mà giải thích tại sao mà dòng chống nắng Eucerin hiện nay đang được rất ưa chuộng. Và các bạn có thể thấy là ở trên bao bì của Eucerin á,
tuy không ghi rõ là mức độ chống nắng PA bao nhiêu cộng, nhưng mà thông thường họ sẽ ghi sẽ vòng tròn khoanh tròn cái UVA, nghĩa là nó có thể chống được cái tia UVA này khoảng đến 95%, cho nên các bạn có thể yên tâm nha. Còn bây giờ thì Vân Anh sẽ trả lời câu hỏi thứ hai, đó chính là dòng Eucerin thực sự thì có bao nhiêu loại và mỗi loại dùng cho loại da nào. Đây thực sự là câu hỏi mà các bạn chắc là quan tâm nhất rồi đấy ạ. Thứ nhất thì mình giới thiệu về cái dòng gọi là dòng đầu tiên nhất của Eucerin đi ha. Cái dòng hầu như các bạn biết về đầu tiên luôn, vì thông thường khi mà các bạn đi khám da liễu hoặc là các bạn sau laser hoặc là các bạn sau một cái khi điều trị vụn đó mà da mình nó đang còn mỏng yếu và cần một cái sản phẩm chống nắng dịu nhẹ nhưng mà vẫn đáp ứng cái việc mà bảo vệ da, tránh cho việc tăng sắc tố sau viêm á, thì là bác sĩ thường kê cho cái sản phẩm này, đó chính là sản phẩm Sensitive Protect. À, mình nói một chút xíu là tên của dòng chống nắng của Eucerin đó chính là Eucerin Sun Protection. Thì cái dòng chống nắng dành cho da nhạy cảm dễ kích ứng đó chính là Sensitive Protect. Nó cũng có những cái thành phần như là công nghệ Advanced Spectral Technology, và nó cũng có linh côn, hancôn A hoặc là glycine hetinic, nó đều có. Nhưng ngoài ra sản phẩm này vì sao nó lại chuyên cho da nhạy cảm, đặc biệt là dễ kích ứng ha. Thì Vân Anh có thể cho các bạn nhận diện một chút xíu bao bì của em này là đặc biệt nhất trong 6 cái sản phẩm chống nắng của Eucerin. Nó hình vuông và hơi mỏng ở đây. Đây ạ, toàn bộ sản phẩm. Thì hàng chính hãng thì các bạn biết rồi, nó luôn sẽ có tem phụ tiếng Việt. Trên tem phụ tiếng Việt ghi rõ số lô, số sản xuất, số công bố và code và công ty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Thì các bạn khi mua sản phẩm thì hãy để ý những cái thông tin này nha. Ngoài ra thì trên sản phẩm sẽ dập chìm cái đát sử dụng, thực ra cũng hơi khó thấy với các bạn đó. Sao cho các bạn thấy được. Thì bây giờ Vân Anh sẽ mở cái hộp này ra để các bạn xem cái sản phẩm bên trong nó như thế nào. Nó như này. Đây. Đây là một cái sản phẩm gọi là mới hoàn toàn luôn. Thì khi mà một cái sản phẩm mới hoàn toàn như vậy thì nó sẽ luôn có một cái tem chống hàng giả, của tem 7 màu đó của Eucerin. Đó, để biết là sản phẩm này nó là hàng chính hãng nha các bạn. Thì sản phẩm như này, cái thể chất em này là đặc biệt nhất trong các cái dòng chống nắng của Eucerin, bởi vì là nó là dạng flush, nghĩa là dạng sữa. Nên cho nên khi mà các bạn dùng á, các bạn nên lắc đều trước khi sử dụng nha. Lắc đều thì để cho các cái thành phần nó không bị lắng đọng lại và mình thoa lên da nó sẽ được tốt nhất luôn. Ở đây Vân Anh có mang về một cái mẫu test. Đây, cái này là cái mẫu cái bao bì cũ hồi trước, còn đây bao bì mới nha các bạn phải phân biệt. Rồi. Xong mình phải lắc đều. Đây đây là Vân Anh đã từng dùng sản phẩm này rồi, thực sự là rất là thích, bởi vì là nó ngoài cái việc là nó nhẹ dịu cho da ra thì nó sẽ giúp cho da mình nâng tông nhẹ. Cái thể kem của nó lỏng như sữa. Các bạn có thấy nó chảy nước không ạ? Nó lỏng như sữa vậy đó. Thì có một số cái sản phẩm này có cái gì đặc biệt và cần lưu ý á. Về cái công dụng thì mình nói rồi ha. Nó là chống nắng rồi, cường độ cao rồi. Nhưng mà nó ngoài ra thì nó dành đặc biệt cho da nhạy cảm, nó là dạng sữa và là phải lắc đều trước khi sử dụng. Thì cái sản phẩm này là có một cái rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó đây, khi thoa lên da thì nó sẽ nâng tông nhẹ. Thì Vân Anh có thấy trong thành phần của sản phẩm này á, nó ghi là nó có chứa một cái thành phần gọi là bột silica. Thì cái bột này nó sẽ giúp cho cái giống như một tạo một cái lớp màng vậy đó. Đó, như vậy thì nó sẽ rất tốt khi mà làm một cái lớp kem nền trang điểm mà dành hoặc là những cái da mà gọi là mình cần cho cái vùng mà đang thâm á, nó sẽ sáng nhẹ lên, nó sẽ giúp che mờ sơ sơ thôi nhưng mà nó cũng làm sáng đều màu da lên, nhìn da sáng này rất là tự nhiên, các bạn nhìn hai màu da khác nhau không ạ? Đó. Cái đó thì các bạn có thể là nhận biết ha, đây là dòng chống nắng dành cho da nhạy cảm dễ kích ứng với Eucerin. Rồi. Tiếp theo đó là sau này thì Eucerin mới phát triển thêm một số cái dòng chống nắng khác dành riêng đặc biệt cho từng loại da luôn, là đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thì sau đó Eucerin mới ra cái loại là dành cho da dầu. Bởi vì như cái lúc nãy Vân Anh nói, cái dạng sữa này này tuy là nó dành cho da nhạy cảm, nó dành cho mọi loại da được luôn. Nhưng mà đối với một số bạn mà da hơi dầu ấy thì đã có cái phản hồi đó là nó cảm thấy nó dễ trôi quá.
Thì vì sao? Vì da của bạn nó nhờn nhừ quá, thì khi khi mà các bạn thoa các cái dạng sữa này này thì sẽ cảm thấy nó không có được dính trên bề mặt da mà nó dễ trôi theo mồ hôi. Đó là phản hồi của một số khách mà Vân Anh Lê đã nhận được. Thì sau đó dòng serum Eucerin mới phát ra một cái sản phẩm đó là Oil Control. Nó bị ngược. Đấy, Oil Control này thì nó sẽ dành riêng cho những trường hợp là da nhờn hoặc da hỗn hợp nhờn. Trong cái thành phần của sản phẩm này, ngoài những cái thành phần chính của dòng Eucerin Sun Protection ra, thì nó sẽ có một cái thành phần chính đó là carnitine. Cái carnitine này nó sẽ giúp cho hấp thụ bã nhờn rất là tốt. Khi thoa lên da thì các bạn sẽ thấy là nó hấp thụ bã nhờn nhưng nó không gây khô da, bởi vì trong sản phẩm này nó có cả glycerin giúp giữ ẩm cho da nữa. Da nhờn thì các bạn lưu nhớ là không bao giờ mà mình để cho da bị mất nước, bởi vì khi mà da càng khô, cái cơ chế tự tái tạo da thì nó sẽ sinh ra bã nhờn nhiều hơn. Thì đó là lý do vì sao mà dòng chống nắng kiểm soát dầu nhờn của Eucerin bổ sung thêm thành phần glycerin giúp dưỡng ẩm cho da nữa. Thì cái sản phẩm này mình chỉ có một lưu ý cho các bạn, đó là đối với những một số làn da nhờn á, các bạn sau khi làm sạch da ha, các bạn có thể là dùng toner, rồi dùng những cái đối với các bạn mà da dầu mụn nhiều á thì các bạn nên có một cái lớp kem dưỡng. Kem dưỡng ở đây có thể là kem dưỡng ẩm cho da dầu nhờn hoặc là kem kiềm dầu đối với một số bạn mà da dầu nhiều á, thì sau đó mới apply cái kem chống nắng này lên. Bởi vì tuy sản phẩm nó có cái thành phần hấp thụ bã nhờn nhưng mà đôi khi nó sẽ không đủ với một số bạn là da nhờn quá nhiều. Thì lúc đó các bạn dùng, các bạn thấy tại sao dành cho da dầu nhờn mà mình dùng vẫn nhờn quá vậy? Đó, chống nắng, công dụng chính của sản phẩm vẫn là chống nắng. Tuy nhiên nó có thêm thành phần giúp cho hấp thụ những cái bã dầu dư thừa, chứ không phải là nó có thể là kiểm soát dầu hoàn toàn cho các bạn được. Cho nên các bạn dùng nên kết hợp với các cái loại, ví dụ như serum cho da dầu, kem dưỡng ẩm cho da dầu hoặc kem kiểm soát dầu nhờn nha. Cái tiếp theo đó là cái cách thoa nữa. Đối với các bạn da dầu á, các bạn thường là hay như thế này, rất là nhanh. Nhưng mà vì cái ký thể kem này nó ghi là Sun Gel Cream, cho nên là khi mà các bạn thoa đó kết hợp với cái keratin bã nhờn á, nó sẽ kết tủa lại thì nó sẽ gây lợn cợn trên bề mặt da, các bạn sẽ cảm thấy sao cái sản phẩm này nó bóng cục. Không phải ạ, đó chính là do cách dùng của mình đối với những cái làn da mà nó hơi hơi nhờn và bã nhờn nhiều ấy, thì sau khi các bạn đã đảm bảo là da sạch rồi nhưng mà sau đó da tiết dầu lại quá nhanh, các bạn không có bôi kem dưỡng trước đó, các bạn không có bôi kem kiềm dầu, không có làm mềm bề mặt da trước mà các bạn apply thẳng lên luôn, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng đó. Thì tốt nhất khi mà các bạn dùng sản phẩm á, để cho sản phẩm hiệu quả nhất, các bạn nên vỗ nhẹ lên bề mặt da như thế này. Thứ nhất là làm đều, tán đều kem, thứ hai nữa là sẽ không gây ra cái phát bón cục nha. Thật ra là một số da thôi chứ mình thấy các bạn bây giờ cũng biết cách dùng lắm, điều chỉnh một hồi thì ai cũng dùng tốt hết à. Sản phẩm này mình mở cho các bạn xem luôn ạ. Nó là hình chai dạng vòi bung nha các bạn, có nghĩa là dạng ấn á. Thì trên sản phẩm chính hãng thì luôn luôn có tem 7 màu của Eucerin như lúc nãy Phương Anh có hướng dẫn rồi. Đây ạ. Đây là bao bì của dòng chống nắng cho da nhờn của Eucerin. Thì trên sản phẩm này nó cũng sẽ có đầy đủ tem phụ tiếng Việt và tem chống hàng giả của Eucerin luôn. Chất kem của em này thì nó sẽ có màu hơi hơi vàng ngà, nó sẽ không gây bóng nhờn đâu. Tuy là nó có glycerin dưỡng ẩm nhưng không gây bóng nhờn nha, nó sẽ khô thoáng khá nhanh trên bề mặt da luôn. Mình là thấy những cái bạn da dầu á khá khen về dòng này, cho nên các bạn có thể cân nhắc để chọn lựa. Sản phẩm này thì hợp với những cái làn da như thế nào, dễ đổ dầu. Cái thứ hai nữa là da hỗn hợp nhờn. Đó, hoặc là da nhờn. Nha các bạn. Rồi về sản phẩm, dòng sản phẩm thứ ba đó là sản phẩm thiên cho da lão hóa. Thì cái dòng sản phẩm thiên cho da lão hóa này nó đặc biệt hơn một chút xíu, đó là nó chia thành hai dòng sản phẩm cơ bản. Đó chính là dòng có màu gọi là CC Fair, và cái dòng này tên là Photo Aging Control. Và cái dòng nó có màu nhẹ thì nó ghi là CC Fair, có nghĩa là cái màu tự nhiên thôi, và nó có chữ tinh tịnh ở đây. Còn một cái nữa là không màu. Không màu thì bôi lên da, nghĩa là nó da các bạn như thế nào thì nó sẽ theo tông màu tự nhiên như vậy. Còn cái loại có màu thì thông thường bôi lên da nó sẽ giúp cho các bạn da đều màu hơn. Cái tông màu của tất cả các cái dòng kem chống nắng mà Vân dược mỹ phẩm mà Vân Anh Lê biết á, những cái loại không phải là
dòng kem mà gọi là nâng tông nha, mà loại gọi là tinh tịt chống nắng có màu á, thì thông thường nó sẽ màu hơi tối một chút, hơi tối một chút hoặc hơi ngâm một chút. Cho nên các bạn lầm tưởng là những cái kem này là kem để nâng tông thì không phải, mà nó giúp cho các bạn là đều đều màu da. Nó đều màu da thì thích hợp như thế nào ạ? Thì thích nhập thứ nhất là những cái bạn mà da ngăm ngăm thì bôi lên thì nó sẽ giúp cho là cái vùng trán hay vùng hai má nó đều bằng nhau. Cái thứ hai nữa là trước bước trang điểm thì cái sản phẩm mà CC này này nó sẽ giúp cho giống như là một cái bước kem lót rất là tốt để các bạn trang điểm nó ăn phấn hơn và nó màu đều hơn. Thì dòng chống chống nắng chống lão hóa của Eucerin á, thì có tên là Photo Aging Control hay các bạn, và nó sẽ chia ra hai loại, đó là có màu và không màu. Hai loại này thì nó có cùng, ngoài cái việc khác nhau á, là có màu không màu ra, thì nó có cùng một cái công dụng và thành phần chính nữa, đó chính là nó chứa thành phần hyaluronic acid. Thì các bạn cũng vừa biết rồi, đây là một thành phần giúp cho dưỡng ẩm sâu vào tế bào của da, nó giúp cho tế bào da được căng mọng nước, làm đầy các nếp nhăn đó. Thì cái sản phẩm này phù hợp cho những cái làn da mà ví dụ có dấu hiệu lão hóa hoặc là các làn da khô, muốn ngăn ngừa lão hóa sớm từ trên 25 thì các bạn có thể xài. Thì sản phẩm này các bạn hỏi là da nhờn có xài được không, thì ví dụ như da nhờn như mình nói rồi đó, các bạn có thể vẫn có thể dùng được, nhưng mà các bạn nên dùng những cái kem kiểm soát dầu nhờn trước, vì bản thân sản phẩm này nó sẽ bổ sung dưỡng ẩm cao và nó sẽ chuyên hơn một chút xíu cho da thiên khô hoặc là da gọi là da mất nước đó. Đó thì các bạn có thể dùng sản phẩm này, sản phẩm chống lão hóa của dưa chống nắng của Eucerin nha. Rồi dòng tiếp theo đó chính là có thể là một cái dòng mà các bạn thích nhất và nó dành được cho mọi trường hợp da, mọi nhu cầu, vì đây là một sản phẩm mà làm trắng da. Đây, nó có tên là Sun Serum Double Whitening, các bạn có thấy không ạ? Cái sản phẩm này nó có một cái đặc điểm, đó là bây giờ bao bì nó mới luôn rồi. Vân Anh đang cầm trên tay là mẫu mã mới nhất của Eucerin luôn. Thì cái sản phẩm bên trong nó cũng hầu như là giống nhau, nó dạng chai như vậy hết á. Đây ạ. Thì sản phẩm này á, hiện tại thì nó đang, vì sao nó dưỡng trắng da, bởi vì nó có chứa một cái thành phần nằm trong cái dòng sản phẩm trắng da của Eucerin hiện nay đang rất rất được nhiều các bạn ưa chuộng, đó chính là thiamido. Dòng cái thành phần thiamido này nó sẽ giúp cho ức chế cái sự hình thành của melanin, là một trong những nguyên nhân gây ra sạm nám da. Thì khi mà các bạn đi ngoài nắng đó, khi các bạn chịu tác động của môi trường, khí hậu rồi ánh nắng mặt trời, nó sẽ kích hoạt cái hắc tố melanin này, và khi melanin được đẩy lên bề mặt da thì sẽ sinh ra sạm nám da không đều màu. Thì sản phẩm này nó sẽ giúp cho các bạn là nó ngăn ngừa từ trong gốc luôn. Nó ngăn ngừa từ cái việc là melanin nó sản sinh ra, và ngăn ngừa cái việc melanin đẩy lên bề mặt da. Đó chính là vì sao nó hỗ trợ cho các bạn sáng da. Thì cái sản phẩm này, tất cả những cái dòng chống nắng của Eucerin á, nó như nãy giờ Vân Anh chia sẻ này, là dòng cho da nhợn, dòng cho da lão hóa, dòng sáng da và dòng cho da nhạy cảm. Thì mỗi sản phẩm nó đều có những cái thành phần hỗ trợ qua lại trong cái việc dưỡng da hết. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc là các bạn chỉ dùng mỗi chống nắng mà không dùng những cái kem dưỡng trước đó. Cái việc lợi ích khi các bạn dùng một cái lớp kem dưỡng trước bước các bước kem chống nắng á, đó chính là tăng cường cái việc dưỡng da, cái dưỡng chất dưỡng da suốt cả ngày dài. Cái thứ hai nữa là nó tạo một cái lớp màng bảo vệ, một cái lớp màng bảo vệ trước bước kem chống nắng. Bởi vì các bạn biết rồi, kem chống nắng thì nó sẽ có những thành phần bảo vệ da, tuy nhiên nó cũng sẽ có một số thành phần mà da mình nhiều khi không dung nạp được. Đó thì nó sẽ, cái lớp kem dưỡng đó nó vừa dưỡng da cả ngày dài, nó vừa là một cái lớp hàng rào bảo vệ da mà các cái thành phần không dung nạp với kem chống nắng. Và cái thứ ba nữa đó là nó tạo ra một hai đến hai lớp mặt nạ, thì nó sẽ giúp da mình được bảo vệ tốt hơn thôi. Thì còn về cái cách mà hướng dẫn sử dụng kem chống nắng thì các bạn cũng đã biết rồi, là các bạn nên dùng lại sau 2 đến 3 tiếng. Thì đối với các bạn mà đi ra ngoài công việc nhiều á, thì mình vẫn khuyên các bạn là nên bôi lại sau mỗi 2 đến 3 tiếng, bởi vì sau 2-3 tiếng thì cái thành phần chống nắng nó bắt đầu nó đã dần mất hiệu quả rồi. Thì các bạn nên bôi lại ha, bôi đủ nữa, các bạn nên bôi ít nhất là 1 đến 2 lóng tay tùy cái diện tích khuôn mặt của mình, có nghĩa là mình xịt cái kem nó ra tới đây thì mình bôi mới được đủ. Chứ các bạn đừng cái tiết kiệm rồi bôi có đúng, xịt đúng một hạt bắp xong rồi chấm 5 điểm
thì nó sẽ không đủ đâu, nó sẽ không có tác dụng gì hết. Cái tiếp theo nữa là nếu mà các bạn văn phòng thì sao? Các bạn ở văn phòng thì các bạn hay nói là vậy thì mình có cần phải bôi ngày cách 2 tiếng không? Thì đối với các bạn văn phòng thì nếu mà các bạn ngồi ở trong văn phòng thì mình vẫn có những cái ánh nắng, ví dụ như là ánh đèn, ánh vi tính, nó vẫn là những cái tia ánh sáng mà gây tổn hại đến làn da của mình. Thậm chí là các bạn có thể nghỉ trưa, các bạn đi ra ngoài vô tình các bạn không để ý là chỉ một chút xíu đó thôi, ánh nắng mặt trời cũng đã làm hại da các bạn rồi. Thì buổi sáng các bạn bôi đúng không ạ? Thì buổi trưa các bạn có thể là apply thêm, hoặc là đối với những cái bạn mà da hay đổ dầu nhiều á, hoặc là da cảm thấy da cần dưỡng lại thì các bạn nên tẩy trang bằng các cái tẩy trang dạng nước, sau đó là apply lại các cái bước dưỡng từ như sáng, nghĩa là kem dưỡng, xong là đến kem chống nắng. Và một cái lưu ý vô cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là dùng kem chống nắng thì các bạn bắt buộc nha phải dùng tẩy trang. Các bạn nói mình dùng sữa rửa mặt được rồi, nhưng mà sữa rửa mặt nó chỉ giúp ở làm sạch các cái bụi bẩn dư thừa ở trên bề mặt da thôi. Còn cái việc mà mình dùng tẩy trang á, thì các cái công nghệ micellar đó nó sẽ giúp cho hấp thụ rất là sâu các cái bụi bẩn, những cái hoạt chất có chứa trong chống nắng này, nó ẩn sâu vào lỗ chân lông của mình á, nó sẽ làm sạch sâu hơn và da của mình nó được thông thoáng, không gây mụn. Đó thì đó là lý do vì sao mà Vân Anh Lê muốn lưu ý với các bạn khi dùng kem chống nắng, không phải nhất thiết là dòng Eucerin, bất kỳ dòng chống nắng nào. Và các bạn phải lưu ý là bôi lại sau 2 đến 3 tiếng, hoặc là sau khi đi bơi, hoặc là sau khi mình làm sạch da. Ngoài ra thì các bạn nên dùng tẩy trang mỗi ngày, kể cả việc là các bạn có dùng chống nắng hay không, thì để cho mình một cái làn da nó sạch thì nó tự khỏe thôi. Đó thì hôm nay Vân Anh Lê đã cố gắng chia sẻ với các bạn những cái dòng chống nắng của Eucerin. Thì nếu các bạn có bất kỳ một câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến dòng chống nắng của Eucerin, hoặc là muốn Vân Anh Lê giải đáp một cái vấn đề thắc mắc về dòng Eucerin nữa, thì các bạn hãy inbox ngay dưới video này, Vân Anh sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn nha. Thì các bạn có cần Vân Anh Lê chia sẻ thêm về vấn đề gì nữa không ạ? Rồi nha các bạn, vậy thì hôm nay Vân Anh Lê xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hãy đóng góp cho Vân Anh Lê những cái ý kiến nếu các bạn thấy là cần bổ sung thêm, hoặc là phát triển những cái video về sau. Vân Anh xin cảm ơn nha. Xin chào.